Vâng, kính thưa các anh chị, năm cũ qua đi, năm mới 2020 đã đến. Hôm nay, một ngày đầu tiên của năm mới, chúng ta tụ họp về ngôi nhà chung Bảo Việt Yên Thọ An Lão trong niềm vui đón xuân mới, đón những thành quả ngọt ngào năm 2019 đã đạt được của toàn ban An Lão và toàn công ty. Đặc biệt hôm nay, ban An Lão tổng kết năm 2019, đón chào năm 2020 và đặc biệt hơn nữa, chúng ta được vinh dự đón chào Adio mới. Tôi chúc các lãnh đạo công ty, các anh chị Adio, ADM và toàn thể các anh chị một năm mới thắng lợi mới, hạnh phúc thành công và năm 2020 An Lão bước lên một tầm cao mới với nhiều sao việt hơn. Và bây giờ là chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội của chúng ta. Chúc mừng sự thành công của công ty của ban An Lão của các ADO ADM chào đón ADO mới. Mở đầu chương trình top ca nam nữ với bài Lý Kéo Trài. Xin mời các anh chị tăng buồn cho quái các trèo nên ta đứng vô quay hò ơi tăng tăng tinh tinh tăng qua nơi quan bò bò nghe mà nghiêng ngỡ là hò. Mùa xuân đã đến bên em và đến bên mọi người thì thầm.
Ngày sau đây, ra quận của Ngọc Tím với bài Thì Thầm Mùa Xuân sáng tác Cao Thái Sơn. Từng ngã tân hân anh tươi mùa xuân, và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em, và mùa xuân đã đến bên đây chỉ không đặt vào cái bút tóc em và đang sơ nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết em yêu đầu tiên, vì Adeo Nguyễn Phương
vinh quang, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn trưởng ban. Xin trân trọng kính chào toàn thể các anh chị ạ. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, ngày đầu tiên của năm 2020. Và chúng ta cũng đã kết thúc một năm dài từ năm của năm 2019 với những thành tích rất đáng tự hào. Và ngày hôm nay không có mặt tại đây để chia sẻ với anh chị những gì mà chúng ta đã đạt được trong năm 2019. Và ngày hôm nay cũng là ngày tròn một năm mà Phương có mặt tại An Lão để đồng hành cùng với anh chị. Vâng. Và chúng ta hãy cùng nhìn xem kết quả kinh doanh của năm 2019 của chúng ta như thế nào. Vâng, thưa toàn thể các anh chị, kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019, toàn công ty của chúng ta đã hoàn thành 90 tỷ 600 triệu, hoàn thành tới 106% kế hoạch, tăng trưởng 29,2%. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho toàn thể công ty chúng ta. Vâng, đây là chỉ tiêu khai thác mới của toàn công ty. Vậy thì chỉ tiêu tuyển dụng thì sao ạ? Thưa toàn thể các anh chị, chỉ tiêu tuyển dụng như tổng công ty giao cho toàn thể công ty chúng ta là 700 tư vấn viên. Và kết thúc tháng 12 năm 2019, toàn thể công ty chúng ta đã có 724 tư vấn viên gia nhập vào đội ngũ của tư vấn viên của chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn. Như vậy chúng ta đã hoàn thành 103% kế hoạch và tăng trưởng lên tới 19% so với năm 2018. Ở đây là bức tranh của công ty chúng ta. Vậy địa bàn An Lão của chúng ta thì sao ạ? Anh chị có nhớ tổng công ty của chúng ta giao cho địa bàn là bao nhiêu tỷ không ạ? Bao nhiêu tỷ ạ? 13 tỷ. 13 tỷ ạ. Vâng, thưa toàn thể các anh chị, kết thúc ngày hôm qua, toàn thể địa bàn An Lão của chúng ta đã đạt 13,1 tỷ đồng. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho địa bàn An Lão chúng ta. Như vậy chúng ta hoàn thành lên tới 100,9% kế hoạch và tăng trưởng lên tới 37,9%. Tăng trưởng cao hơn so với trung bình tăng trưởng của công ty. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho toàn thể địa bàn An Lão chúng ta. Vâng, vô cùng tự hào ạ. Vô cùng tự hào khi giúp hỗ trợ toàn thể các anh chị và các trưởng ban trưởng nhóm đã cùng đồng lòng để đưa An Lão về đích vào ngày 30 tháng 12 ạ, tức là chúng ta đã về đích trước một ngày. Đây là kế hoạch khai thác mới và thực hiện khai thác mới của khu vực An Lão. Về tuyển dụng, trong năm 2019 của chúng ta, khu vực của chúng ta đã đưa ra kế hoạch là 125 tư vấn viên. Và kết thúc tháng 12 năm 2019, toàn khu vực của chúng ta đã đạt 132 tư vấn viên gia nhập vào đội ngũ của địa bàn An Lão chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Như vậy chúng ta đã hoàn thành 105% kế hoạch và tăng trưởng 3% so với năm 2018. Vâng, thưa toàn thể các anh chị, như vậy ở địa bàn An Lão của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc hai chỉ tiêu lớn nhất, đó là khai thác mới và tuyển dụng. Về chỉ tiêu bán chéo thì địa bàn của chúng ta đã hoàn thành vô cùng xuất sắc với vâng, vô cùng xuất sắc ạ. Địa bàn An Lão chúng ta là một địa bàn có doanh thu về bán chéo đứng thứ hai của công ty sau nội thành. Vâng, đây là một hơi rẻ đúng không ạ? Rủi ro hôm nay rất là nhiều rủi ro. Rủi ro đầu tiên của khu vực đó là chiếc máy chiếu. Chiếc máy chiếu hôm nay hơi có vấn đề, có thể là một số anh chị em ở dưới không nhìn rõ đúng không ạ? Có nhìn rõ không ạ? Người không người có ạ. Hơi rủi ro một chút, chúng ta làm gì ạ? Chúng ta làm bảo hiểm. Và luật bảo hiểm thì luôn luôn có rủi ro. Một tràng pháo tay thật lớn, tuy rủi ro nhưng mà rủi ro rất là nhỏ thôi đúng không ạ? Vâng, thưa các anh chị, đây là kết quả kinh doanh năm 2019 của các nhóm. Năm 2019 chúng ta đã tách ra một nhóm, đó là nhóm An Lão 21. Và kết thúc năm 2019,
Ở đây trên đây là kết quả kinh doanh, có thể các anh chị nhìn không được rõ thì sau đây Phương xin đọc và vinh danh các nhóm. Nhóm đầu tiên đó là nhóm An Lão Bột do trưởng ban Nguyễn Thị Bền làm trưởng nhóm. Kế hoạch mà công ty giao cho là 3.3 tỷ và kết thúc tháng 12 nhóm An Lão Bột đã đạt đó là 3.569 triệu. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho An Lão Bột, nhóm An Lão Bột ạ. Và như vậy là nhóm An Lão Bột đã hoàn thành lên tới 108% kế hoạch. Và một nhóm rất là xuất sắc. Nhóm thứ hai đó là nhóm cô nhóm An Lão 2 với trưởng nhóm là Nguyễn Thị Mấy. Kế hoạch đặt ra đó là 1.6 tỷ ạ. 1.6 tỷ và tuyển dụng 18 tư vấn viên. Và kết thúc năm 2019 toàn nhóm đã đạt đó là 1.387 triệu, hoàn thành 87%. Đây là một sự nỗ lực không mệt mỏi của nhóm An Lão 2. Một tràng pháo tay thật lớn cho nhóm An Lão 2. Vâng, một nhóm vô cùng xuất sắc, nhóm mà có tỷ lệ hoàn thành 12 tháng đều hoàn thành kế hoạch mà công ty giao cho. Công ty giao cho nhóm An Lão 3 đó là 3.7 tỷ và kết thúc năm 2019 nhóm đã đạt đó là 4.180 triệu, hoàn thành tới 113% kế hoạch. Và chào mừng tay thật lớn dành cho nhóm An Lão 3. Vô cùng xuất sắc. Tiếp theo đó là nhóm An Lão 13 do cô Nguyễn Phương Thảo làm trưởng nhóm. Kế hoạch đặt ra đó là 1.060 triệu và kết thúc năm 2019 nhóm đã đạt đó là 880 triệu, hoàn thành 81% kế hoạch. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho nhóm An Lão 13. Vâng, tiếp theo đó là nhóm An Lão 15 do cô Vũ Thị Kiên làm trưởng nhóm. Cô Thư Vũ Thị Kiên xin chia sẻ với toàn thể các anh chị, năm nay cô đã là 63 tuổi rồi ạ. Vâng, với 63 mùa xuân. Vâng, với 63 mùa xuân và trong năm 2019 vừa qua thì cô đã liên tục tuyển dụng và hỗ trợ tư vấn viên. Kế hoạch đặt ra trong nhóm An Lão 15 đó là 800 triệu, tuyển dụng 12 tư vấn viên. Và kết thúc năm 2019 nhóm đã đạt là 1.006 triệu và tuyển dụng tới 27 tư vấn viên. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho nhóm An Lão 15. Vâng, nhóm An Lão 15 cũng là nhóm mà có tỷ lệ hoàn thành về mặt tuyển dụng cao nhất toàn khu vực chúng ta. Tiếp theo đó là nhóm An Lão 16 cho cô Nguyễn Ngọc Bím làm trưởng nhóm. Kế hoạch đặt ra đó là 1.1 tỷ và kết thúc 12 tháng thì cô đã đạt đó là 598 triệu, hoàn thành 54% kế hoạch. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho cô Nguyễn Ngọc Bím. Cô Nguyễn Thị Lành nhóm An Lão 17 kế hoạch đặt ra 720 triệu, thực hiện đó là 359 triệu, hoàn thành 50% kế hoạch. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho cô Nguyễn Thị Lành. Tiếp theo đó là nhóm chú Nguyễn Bằng Tuấn với nhóm An Lão 16 kế hoạch đặt ra 19 ạ, với kế hoạch đặt ra đó là 720 triệu, thực hiện 430 triệu, hoàn thành 70% kế hoạch. Ông như Phương vừa mới chia sẻ với mọi người ạ, năm 2019 vừa qua thì nhóm có một nhóm mới tách ra từ nhóm An Lão 3, đó là nhóm An Lão 21 với trưởng nhóm là Trần Thị Hải. Kế hoạch đặt ra đó là 540 triệu vì chị Trần Thị Hải thăng tiến từ ngày 1 tháng 4 năm 2019. Và kết thúc tháng 12 năm 2019 nhóm Trần Thị Hải đã đạt đó là 709 triệu, hoàn thành 131% kế hoạch. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho nhóm Trần Thị Hải. Vâng, như vậy là chúng ta đã cùng nhìn lại kết quả kinh doanh của toàn công ty cũng như toàn khu vực và kết quả kinh doanh của từng nhóm. Vâng, thưa các anh chị, có được thành quả này là sự đóng góp của toàn thể các anh chị trong ban, trong nhóm của toàn khu vực. Vâng, dẫn đầu đó là cô Lương Thị Phán nhóm An Lão 3 với phí đó là 690 triệu phí khai thác mới. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho cô Lương Thị Phán. Và cô Lương Thị Phán cũng là sao Việt của khu vực An Lão chúng ta, sao Việt tư vấn viên sao Việt duy nhất của khu vực An Lão của chúng ta. Xếp ngay sau cô Lương Thị Phán đó là chú Trịnh Trường Hồng. Vâng, mình tắt đi cho tắt nhìn.
quay ở Tắp Tối hả? Vâng, chú Trịnh Trường Hợp, nhóm An Lão Một, một lão thành cách mạng đúng không ạ? Cũng rất là hoạt động cũng rất là lâu của khu vực An Lão của chúng ta. Trong năm 2019 này chú đã khai thác được 463 triệu. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho chú Trịnh Trường Hợp. Xếp ở vị trí thứ 3, bám ngay sau chú Trịnh Trường Hợp đó là cô Phạm Thị Dĩnh, nhóm An Lão 3, với phí khai thác mới đó là 438 triệu. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho cô Lương Thị Phạm. Xin lỗi ạ, cô Phạm Thị Dĩnh ạ. Vâng, tiếp theo đó là anh Vũ Xuân Chính của nhóm An Lão 3 với phí khai thác mới là 391 triệu. Xếp ở vị trí thứ 5 đó là chị Nguyễn Thị Thuân, nhóm An Lão 1, phí là 382 triệu. Cô Lê Thị Hảo, nhóm An Lão 3, với phí khai thác số tiền tối là 350 triệu. Anh Vũ Văn Tuấn, nhóm An Lão 3, với số phí tuyệt đối là 326 triệu. Chị Đỗ Thị Hường, vâng. Chị Đỗ Thị Hường xin chia sẻ mọi người là một tư vấn viên năm 2018 đúng không ạ? 2018 là một tư vấn viên không bị bổ đông một chút. Nhưng mà năm 2019 với sự cần cù, tìm tòi và chịu khó, chị Lương Đỗ Thị Hường với phí khai thác năm 2019 năm nay là 305 triệu. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho chị Đỗ Thị Hường. Tiếp theo đó là anh Vũ Đình Duy, nhóm An Lão 2, với số phí đó là 265 triệu. Và xếp ở vị trí số 10, đó là chú Ngô Xuân Bẩm. Hôm nay chú Ngô Xuân Bẩm có mặt tại đây không ạ? Chú Ngô Xuân Bẩm ạ, một tư vấn viên rất là chịu khó cần cù, với số phí khai thác mới năm 2019 đạt là 256 triệu. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho người tư vấn viên xuất sắc của khu vực An Lão chúng ta. Vâng, thưa toàn thể các anh chị, như vậy là chúng ta đã cùng nhìn lại top 10 những tư vấn viên xuất sắc trong năm 2019. Vâng, và năm 2019 này chúng ta cũng chúc mừng 3 người đã đạt sao Việt của công ty. Xin được chúc mừng sao Việt trưởng nhóm Nguyễn Thị Bền. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho cô Nguyễn Thị Bền. Sao Việt trưởng nhóm Lê Thị Lan, một tràng pháo tay thật lớn dành cho chị Lê Thị Lan. Và một tư vấn viên vô cùng xuất sắc đó là cô Lương Thị Phán. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho cô Lương Thị Phán với lão thành cách mạng 66 tuổi đúng không ạ? Và một tràng pháo tay thật lớn dành cho cô Lương Thị Phán với độ tuổi 65 ạ. Vâng, 65 tuổi. Năm mới sao có 6 tí thì 70 rồi. 82 như bác Mỹ vẫn đi thay mình được kia. Mày nhớ. Vâng, các anh chị ạ, thành tích mà đạt được không phải là ngẫu nhiên có được ngày hôm nay, mà đó là một sự phấn đấu mệt mỏi, miệt mài và từ đầu năm đến giờ này. Cho nên là tất cả các anh chị của chúng ta ở trên đây mới có được, và chúng ta nhặt nhạnh từng đồng phí một mới tích góp được đến giờ này. Và cũng không ai là ngờ được rằng ngày hôm nay mình sẽ bước lên bục vinh quang như thế này, đúng không? Cứ chạy và cứ đi, cuối cùng đích của chúng mình cũng đến, đúng không? Và nếu như chúng ta biết rằng chúng ta bước nhanh lên, chúng ta sẽ đến đích sớm hơn. Và mục đích của chúng ta đến đích sớm hơn để đạt những thành tích cao hơn như thế này. Thì năm nay là các anh chị đã được biết rằng là bây giờ là bước của chúng ta vừa đi năm ngoái, tuy có chạy nhưng mà chưa chạy nhanh, đúng không? Nhưng năm nay, sau buổi này, tất cả các anh chị của chúng ta sẽ nhìn lại mình và chúng ta sẽ bước những bước đi thật là nhanh, thật là chắc cho năm 2020. Thay mặt cho ban An Lão, tôi sẽ tặng đồng chí Trịnh Trường Hợp, đây là quán quân nhất của ban An Lão ngoài sao Việt được thị phán. Sau sao Việt một chút thôi, đúng không ạ? Đấy. Sau Việt thì tí đã tặng riêng rồi. Còn đây là tư vấn viên xuất sắc năm 2019. Đã đạt tới gần nửa tỷ. Các anh chị ạ, có ai ngờ rằng Trịnh Trường Hợp 61 tuổi mà năm nay là 62 đúng không? Và bước những bước rất là dài
bước những bước đi rất là hoành tráng cho tới giờ này, nửa tỷ đối với chị Trường Hợp trong tầm tay năm 2020 thôi. Được, nửa tỷ năm 2020 trong tầm tay, và năm 2019 đã xong rồi, đã đạt rồi. Nửa tỷ năm 2020 tôi tin chắc rằng chỉ tháng 8 là anh Ngọc sẽ có nửa tỷ, anh Ngọc có nhận không? Chắc chắn là như thế, đúng không? Một tràng vỗ tay cho người. Và phần vinh danh cho tư vấn viên quán quân của Banana Não 1 là 1 triệu đồng. Anh chị ạ, 1 triệu đồng. Lần sau tháng 8 sẽ về đi sớm hơn, đúng không? Vâng. Và tất cả các tư vấn viên của chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay cũng đã cùng tôi khi tôi kêu gọi các em ơi, các bạn ơi, chúng ta phải làm thế nào màu cờ sắc áo của chúng ta không thể để phai, chúng ta phải làm thế nào bứt phá lên dẫn đầu đi, ăn nóng một lúc nào phải là lá cờ đầu. Thế cho nên ngày hôm nay cảm ơn tất cả các bạn cũng đã góp lửa cùng tôi, và các bạn đã hơi thở cho tôi, và các bạn sẽ là nguồn động viên, một nội lực đặc biệt cho Nguyễn Thị Bền này. Bởi vì sao? 63 tuổi không phải là trẻ, đúng không ạ? Và rất mong là tất cả các bạn sẽ gắn bó cùng với lại trưởng nhóm của mình, đưa phong trào của nhóm mình lên cao hơn nữa, tốt hơn nữa, và cũng là mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho chính mình, đúng không các anh các chị? Một tràng pháo tay cho những tâm sự của tôi. Chúng ta sẽ có mức thưởng sàn như nhau, đúng không? Một tràng pháo tay nữa ạ. Còn những người hôm nay mà tôi đã vinh danh rồi nhưng mà có lý do đặc biệt tôi vẫn phải không anh chị nha. Vâng, cảm ơn tất cả. Tư vấn ở với phí tuyệt đối là 244 triệu. Ở trước của vị trí thứ hai đó là cô Hà Thị Nghệ, bởi vì chúng ta đó là anh Lê Văn Trung. Vị trí thứ tư đó là cô Nguyễn Thị Phượng. Vị trí thứ năm đó là chị Nguyễn Thị Phương Nhung. Và vị trí thứ sáu là chị Phạm Thị Hiền. Tại sao lại có chị Phạm Thị Hiền ở đây ạ? Chị Phạm Thị Hiền là một tư vấn viên rất mới, mới vào cách đây chưa đầy 2 tuần đó ạ. Vâng, một tư vấn viên rất là xuất sắc của nhóm An Lão 2. Và đây sau đây xin trân trọng kính mời những anh chị có tên có thể tiến lên sân phía trên này. Lại giả dưỡng hay bỏ đề nghị bỏ túi đi không ạ? Rất là chân thật đúng không ạ? Một trong ngón tay thật lớn dành cho mặt trời. Các anh các chị ở trong Ban An Lão, tôi là một trưởng nhóm làm cũng đã lâu năm, nhưng mà năm vừa rồi thì là nhóm tôi làm cũng chưa được hoàn thành kế hoạch, nhưng mà cũng là sự đồng lòng cố gắng của toàn thể anh chị em. Và tôi cũng mong tất cả nhóm An Lão 2 sang năm 2020 toàn nhóm sẽ xin hứa cố gắng để hoàn thành kế hoạch của năm tới, để đỡ xấu hổ với tất cả các nhóm mà đã hoàn thành rồi. Cô Lê Thị Tuyến, Nguyễn Thị Hòa, Lê Thị Xuyến, Phạm Thị Vui và Nguyễn Thị Hảo. Xin trọng kính mời các tư vấn viên có thể tiến lên phía trên này. Mỗi người một phần quà cho mình cầm để nó thẳng cho em nhé. Chị nào cũng đẹp gái. Và người trẻ, góc này trông nhiều người trẻ. Mỗi tội là không có da. Nhóm này hơi mềm. Chị làm sao hôm tới này thì... Hôm nay tới thì hôm nay đang biển là tuyển đàn ông nhá. Nhóm riêng nhóm là có chọn ra 4 tư vấn viên để
thưởng cho mỗi một tân viên là 500.000, trong đó là có cô Lương Thị Phán, cô Phạm Thị Dĩnh, chị Lê Thị Hảo và chị Đỗ Thị Gường. Thì hôm nay chị Hảo cũng có mặt ở đây thì là tôi sẽ gửi tận nhà về cho chị Hảo. Còn Lương Thị là tốt nhé. Vâng, hy vọng rằng nhóm Ma Lão Ba không chỉ có một sao Việt mà sang năm tới sẽ có không những là một mà là phải là năm nữa đúng không ạ? Và chào mọi tay thật lớn dành cho các bạn. Yêu quá quá không. Vâng, mọi người nhìn tôi hôm nay có khác phải không ạ? Vâng, thực ra hôm nay là buổi họp cuối năm tất niên của phòng Ma Lão cũng như là có em Linh cũng như là em Phương về. Thì tôi cũng hôm nay là tôi có một cái buổi họp lớp của bên chỗ bên này của tôi, vì là tôi cũng cố gắng để về dự với lại tất cả các anh chị. Thì tất nhiên là không nói gì dài dòng hơn nữa, mà xin chúc cho tất cả các anh chị trong phòng Ma Lão cũng như là toàn công ty của chúng ta một năm mới Canh Tí thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và quay là cứ tươi trẻ trẻ như tôi nhá. Và sau buổi này thì mong tất cả quay là những gì của năm 2019 chúng ta thực hiện được rồi, thì mong tất cả các anh chị ngày hôm nay chúng ta ai được nêu tên và ai chưa được nêu tên thì cũng đều là có đóng góp một sự nỗ lực vào năm 2020 để làm sao đồng hành cùng với lại ADO mới Ngọc Linh, để làm sao đó chúng ta lại về đích một cách ngoạn mục. Thì tất cả các anh chị chúng ta đồng lòng và sau buổi này một lát nữa thì chắc là tôi không thể dự được một cái buổi với lại tất cả mọi người, bởi vì tôi có cái họp lớp nó các bạn đã rất là gọi rồi. Mong tất cả các anh chị chúng ta vui hết mình nhưng mà không được uống bia rượu nhiều, để ngày hôm nay là nó có một cái chương trình rất là gì, cho nên mong tất cả mọi người chúng ta không ai bị mất tiền phạt nhá. Đúng rồi. Vâng, ok. Nhóm A Lão 3 và ngay sau đây sẽ là top những tư vấn viên dẫn đầu của nhóm A Lão 13 với tư vấn viên dẫn đầu cô Lê Thị Luyến. Nhóm A Lão 13 một tràng pháo tay thật lớn dành cho cô Lê Thị Luyến ạ. Xếp ở vị trí thứ hai đó là chị Phạm Thu Hương, cô Nguyễn Thị Quế, chị Tạ Thị Chuyên. Xin được dừng lại ở một chút ở chị Tạ Thị Chuyên ạ. Một tư vấn viên mới vô cùng xuất sắc và rất là tận tâm, nhiệt tình. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho chị Tạ Thị Chuyên. Vâng, tiếp theo đó là anh Nguyễn Xuân Quyết, cô Nguyễn Thị Hiền, anh Trần Trọng Quyền, Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Lan và Nguyễn Đình Mắc. Xin trọng kính mời các anh chị có tên có thể tiến lên phía trên đây. Thay mặt nhóm A Lão 13, kính chúc toàn thể anh chị em trong đội ngôi hiệu chung của Việt sức khỏe, rồi nào hạnh phúc và thành công hơn nữa trong 2020. Chúc A Lão 13 của chúng ta năm nay quyết là phải về đích sớm. Một lời hứa đấy nhá. Đây là một lời hứa đúng không ạ? Cảm ơn các bạn. Nhớ những lời hứa của các trưởng nhóm ngày hôm nay nhá. À, lời hứa không biết ạ. Phương làm thế ạ. Cô Ngô Văn Hoa. Thế ở vị trí thứ 3 đó là cô Nguyễn Thị Khánh, anh Nguyễn Ngọc Duy, anh Nguyễn Văn Hiển, Đặng Thị Thiên và Trịnh Văn Đức ạ. Vâng. Xin mời các tư vấn viên có tên sẽ tiến lên vị trí. Và sẽ có một đứa hẹn vào năm 2020. Và đây là hai viên ngọc sáng. Đứa hẹn sẽ đi sau việc. À, tuyệt vời. Vâng, thì hôm nay xin tặng hai tên viên mới chúng tôi. Bạn đưa vào cho hai người đi. Cứ giữ lại, giữ vào trong tay này. Nào mọi người cầm thẳng ra để chụp ảnh. Có một phần quà không tiên không? Quay ngược vào với em, quay ra. Thế. Và cũng có, đây là hai ngôi sao, thế nên là hai cái... Cầm trên tay chụp ảnh luôn. Chúng ta tư vấn viên mới đeo nhau sẽ không bỏ lỡ là đeo nhau và đeo bạn mang về đây năm mười năm nhé. Em tự tin mọi người thẳng lên. Và các bạn là trưởng nhóm ơi, tôi có một câu nữa là ngồi đây thì rất là nhiều là nữ và tôi cũng đặt niềm tin của
Năm 2020 là tôi tuyển rất nhiều nam và rất nhiều nam trẻ. Và biết làm giấy online thì chính bản thân tôi là người nhàn nhất, không có gì phải hỗ trợ. Thế tôi thì trình độ vi tính thì chắc là giỏi nhất có gắn áo đây rồi. Nên là tôi cứ nhận trước như thế, tuyển được 2 ngôi sao này, cho nên là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Xin hết, xin cảm ơn. Còn bền, thứ hai là chị Nguyễn Thị Lan, cô Hoàng Giang Phượng, Nguyễn Thị Kim Nhung và Phan Văn Tuân ạ, một tư vấn viên rất là mới ạ. Thì mời các tư vấn. Vâng, mời chào các đại sứ. Cô Bín có phát biểu gì không ạ? Vâng, xin chào tất cả anh chị. Lời đầu tiên thay mặt cho An Lão 16, xin chúc tất cả anh chị trong ngôi nhà chung bảo viện An Lão chúng ta một năm mới an khang thịnh vượng và tất cả các nhóm chúng ta đều đạt xuất sắc chỉ tiêu của năm 2020. Vâng, tôi chỉ muốn nói là có ở đây thì có một số cũng có nhiều nhưng mà hôm nay chỉ đại diện là có 3 tư vấn viên xuất sắc thôi. Nhưng mà tôi muốn nói với lại các anh chị ở đây là tôi rất là vui mừng và rất là cảm ơn tất cả anh chị đã cùng tôi để đóng góp cho An Lão 16. Chưa đạt được kế hoạch của năm nhưng mà nói chung là cũng đã là những gương mặt xuất sắc nhất của nhóm An Lão 16. Mà năm 2020 mong muốn rằng các anh chị sẽ vượt lên 200% kế hoạch để An Lão 16 ta sẽ đạt xuất sắc mục tiêu năm 2020. Được chưa ạ? Vâng. Xin trọng kính mời các tư vấn viên có tên sẽ tiến lên sân khấu. Xin mời tư vấn viên Nguyễn Thị Quỳnh. Nguyễn Thị Quỳnh với quán quân của nhóm An Lão 17 phí là 157 triệu. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho chị Nguyễn Thị Quỳnh. Tiếp theo đó là chị Nguyễn Thị Đào. Vị trí thứ ba đó là Nguyễn Thị Quyền, Nguyễn Thị Phúc và Nguyễn Thị Phượng. Xin trân trọng kính mời các tư vấn viên có thể tiến lên phía trên này. Chưa về đích nhưng mà cũng đã có sự cố gắng rất nhiều của tư vấn viên trong nhóm. Ngày hôm nay tôi cũng có một chút phần quà để thưởng các tư vấn viên của tôi. Trước hết là Vương Thị Quỳnh, còn các tư vấn viên khác tôi sẽ gửi sau. Vâng, xin chia sẻ với lại tất cả các anh các chị là một lý do đặc biệt mà Nguyễn Bằng Vấn ngày hôm nay có mặt ở đây. Đó là bị cảm xúc không thể lại đấy. Và nhóm Nguyễn Bằng Vấn thì cũng hoạt động cũng tương đối. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì trưởng nhóm không có ở đây. Thế và trưởng nhóm Nguyễn Bằng Vấn thì thuộc Ban An Lão 1. Chính vì vậy mà trưởng ban sẽ thay mặt cho Nguyễn Bằng Vấn sẽ tôn vinh. Đặc biệt là Phạm Mạnh Cường, người duy nhất có mặt ở đây thay mặt cho nhóm An Lão 19. Chúc em năm nay 2020 thành công rực rỡ, bứt phá mạnh mẽ, nói cái gì nói thật nhanh, không phải để nghĩ ngày mai đã nhé. Chị Trần Thị Nhàn với phí là 212 triệu. Chị Vũ Thị Ngoan, chị Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Nhung, Lê Thị Thúy, Vũ Thị Nhu, Vũ Thị Mai Hương, Lưu Thị Hương và Phạm Hữu Hùng ạ. Xin mời các tư vấn viên có tên cho chị. Trần Thị Hải 2020 nói chậm,
nói người chồng và tất cả những cái gì mà ẩu ẩu trước 2020 là phải thay đổi. Và từ cái doanh thu của nhóm chị thì cũng đã là hoàn thành kế hoạch, nhưng mà với em thì lại có thêm một cái doanh thu của công ty của hơn 700. Thì đây là một phần quà chị thưởng cho em 300.000 để em lấy cái nọc của chị để làm sao đó một năm 2020 cùng với nhóm của mình phát triển thành công. Và như lời hứa này em đã hứa với lại anh Ninh cũng như tất cả mọi người là phải hoàn thành xuất sắc, chứ còn 1-2 tháng của cái cuối năm vừa rồi là chưa được như mong muốn. Nếu như em hoàn thành thì cái doanh thu của mình sẽ là hơn nữa chứ không phải là dừng lại ở đây. Thì chúc em một năm 2020 cùng với lại nhóm của mình là nỗ lực hết mình và quyết tâm bằng mọi giá, tất cả mọi người chúng ta phải cố gắng. Được chưa? Ok. Rất là xuất sắc cho nhà trường, đồng thời cũng là một tư vấn viên xuất sắc ở trong Bảo Việt. Thì ngày hôm nay là tổng kết cuối năm 2019. Thì tôi thấy mặt trưởng nhóm của Nam Mai thì có quà tặng Phương Nhung. Nhiều em tôi cũng xin lỗi công ty và tất cả các cô bác anh chị ở đây, vì là tôi cũng vừa phải dự ở bên bộ đội là chồng của tôi tổng kết cuối năm nên là về đây họ hơi muộn. Thế còn là thực sự thì tôi cũng góp công cũng chưa được nhiều, và nên là cũng thấy rằng là sẽ cố gắng năm tới thì là công việc của tôi cũng khá bận rộn. Đấy, con thì còn nhỏ, nhưng mà tôi cũng xin hứa với công ty cũng như là trưởng nhóm cố gắng năm tới sẽ có nhiều cái thành công. Doanh thu của các tư vấn viên trong nhóm của mình, riêng ba lão một thì ăn lão một tôi có chuẩn bị những phần quà để dành cho tất cả những anh chị đã có thành tích trong tháng 12. Chính vì vậy, thương mở đây. Chính vì vậy mà ngay sau đây sẽ mời tất cả các chị có tên trên màn hình này, chúng ta không có tên hả? Để có gì đâu. Để chúng ta cùng lên trên này để tôi sẽ có phần quà để tặng. Và trước hết xin cảm ơn tất cả các đồng chí trưởng nhóm, các đồng chí cũng đã cùng tôi sát cánh để về đích với doanh thu toàn ban cũng đã đạt kế hoạch mà tổng công ty cũng như là công ty giao cho. Thế và trước khi vinh danh cho tư vấn viên có thành tích tháng 12 thì tôi xin trân trọng kính mời một đồng chí đã sát cánh cùng tôi ngày đêm giống như là một cặp tình nhân ấy. Một cặp tình nhân đó là Vũ Thị Kiên. Xin trân trọng kính mời chị Vũ Thị Kiên. Hai người. Vâng, xin cảm ơn trưởng ban. Vâng, và sau đây xin trân trọng kính mời tất cả các đồng chí có thành tích trong tháng 12 của nhóm A Lão 1. Anh chị trường hợp chị Lê Thị Huyền, Trần Thị Huyền, Vũ Thị Thanh Huyền, Lê Thị Hiền, Vũ Thị Thoa, Bùi Thị Thoa, Trịnh Thị Mai, Nguyễn Duy Song, Vũ Văn Sửa, Nguyễn Văn Phò, Nguyễn Văn Phò, Nguyễn Thị Bám đấy, cháu Bám, Vũ Thị Đàm, Nguyễn Văn Bàn, vâng, xin mời. Này, các anh chị chị em ơi. Vậy có 13 đến 15 người hoạt động. Con số này chưa phải là đã đủ. Bởi vì sao ạ? Một số người hãng còn đang ở nhà vì lý do đặc biệt. Cho nên tất cả những anh chị đứng ở trên đây là những anh chị đã liền vai sát cánh chúng tôi. Vậy không có lý do gì mà mình lại quên những người đã cùng mình chiến đấu, đúng không? Có thành tích ngày hôm nay chính là sự đồng lòng quyết chí của tất cả mọi người. Vì vậy cho nên là tôi xin cảm ơn mọi người bằng một tấm tình cảm nho nhỏ. Cảm ơn tất cả mọi người và một tràng pháo tay.
đầu tiên mà công ty giao cho thì chúng ta có quyết định không ạ? Quyết định. Quyết định, một tràng pháo tay. Và hôm nay đã là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020. Và kế hoạch mục tiêu của năm 2020 mà công ty ta các cho khu vực Hà Lạc của chúng ta là gì ạ? Là bao nhiêu ạ? Năm ngoái là bao nhiêu các anh chị? 13 tỷ. 13 tỷ. Thế năm nay các anh chị khoảng bao nhiêu ạ? 15 tỷ ạ? Vâng. Có ai nhiều hơn không ạ? 20 tỷ. Công ty hiện nay là rất ưu tiên đó nào. Tăng trưởng chỉ có 10% thôi ạ. Với mức mà doanh thu mà công ty đã cho tận thể khu vực Anh Nam của chúng ta là 14,5 tỷ. Chúng ta có quyết tâm hết tháng 11 hoàn thành 14,5 tỷ không ạ? Quyết tâm. Quyết tâm ạ. Và kế hoạch số tư vấn viên tuyển dụng năm 2020 cũng giảm đôi chút so với năm 2019, đó là 120 tư vấn viên. Và xin chúc toàn thể các anh chị trong năm 2020 sẽ bùng nổ và hoàn thành thật sớm kế hoạch mà công ty giao cho, một chàng pháo tay thần lớn ạ. Vâng, toàn thể các anh chị, như vậy là chúng ta đã cùng nhìn lại kết quả của năm 2019, những thành tích xuất sắc của toàn thể các anh chị và kế hoạch mục tiêu của năm 2020. Như vậy là Phương đã đồng hành cùng với anh chị trong suốt thời gian của năm 2019. Có được thành công ngày hôm nay nhờ hoàn toàn là nhờ công sức của toàn thể các trưởng ban, trưởng nhóm và các tư vấn viên. Ngày hôm nay rất là ngậm ngùi là Phương được giao một nhiệm vụ mới ở một địa bàn mới. Và địa bàn An Lão của chúng ta sẽ có một ADM vô cùng dày dặn kinh nghiệm, đó là anh Nguyễn Ngọc Linh sẽ thay Phương hỗ trợ đồng hành cùng với anh chị trong năm 2020 này. Và xin gửi tới lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các anh chị, các trưởng ban, trưởng nhóm và các tư vấn viên của chúng ta, toàn thể khu vực An Lão của chúng ta đã đồng hành thành công giúp đỡ Phương trong suốt thời gian qua. Và một lần nữa xin gửi lời cảm ơn và chúc các anh chị năm 2020 sẽ bứt phá, thành công và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Và ngay sau đây sẽ là một tràng vỗ tay thật lớn dành cho anh yêu mới đây. Rất là xuất sắc của công ty các anh chị. Cảm ơn em. Những bông hoa đơn này còn là nay ơn tất cả mọi người gây và những cái bông hoa cắt tường này chúc mừng lúc nào đẹp và xinh cắt tường vô cùng nỗ lực gian nan như đến ngày hôm nay thì tất cả chị em mình cùng nhau cười cười trên nước mắt bởi vì là mình đã hoàn thành về đích văn mục. Cho nên tất cả các anh chị chúng ta hãy chúc cho ADO Phương dù đi đến nơi nào, ở đâu Phương cũng sẽ là người xuất chúng và Phương sẽ là người giỏi và rất giỏi của công ty. Mọi người sẽ chúc Phương bằng một tràng pháo tay nữa. Mặc dù là trong thời gian qua thì ADO Phương cũng có thời gian công tác cùng với lại ba não của chúng ta có một năm thôi, nhưng mà đây cũng là một sự nỗ lực của một thanh niên chưa có gia đình và một sự cống hiến đặc biệt đối với nền tảng của bảo hiểm nhân thọ, cũng là cống hiến và nhiệt tình đối với lại tất cả toàn thể anh chị em khu vực An Lão của chúng ta. Ngày hôm nay thì chúng ta không biết nói gì hơn hết cả và chỉ cảm ơn Phương rất nhiều và sẽ tặng Phương một đóa hoa tươi thắm để Phương lúc nào cũng vẫn rực rỡ như những đóa hoa này. Được công ty cử về công tác với chúng ta năm 2020, đặc biệt là ngày 1 tháng 1 năm 2020 này, Ngọc Linh đã xuất hiện. Chúng tôi cũng mong muốn rằng Ngọc Linh sẽ mãi mãi là viên ngọc tỏa sáng và dìu dắt
đội ngũ của chúng ta. Ngọc Linh nhìn xem những gương mặt, những ánh mắt, những nụ cười, những sự yêu thương và trao gửi niềm tin đối với Ngọc Linh. Ngọc Linh sẽ làm thế nào để cho những cái niềm yêu thương, những cái tình cảm, những cái sự trìu mến này nó sẽ là nắng sâu mãi mãi trong tâm hồn của mọi người và để cho mọi người phát triển vượt bậc. Được không các anh chị? Lão 15 đi chụp rồi. Chị ơi bảo vệ không có ai xấu được. Rồi, ok. Đây là thuyền trưởng của năm 2019. Thuyền trưởng xuất sắc của năm 2019. Và thuyền trưởng ngày hôm nay đã lên bờ rất là vinh quang, đầy lưu luyến, đầy tình thương yêu và cũng trao gửi cho chúng ta những tình thương yêu đó thực sự và tình yêu thương đó thực sự bằng kết quả hoạt động kinh doanh của chúng mình. Tất cả những ánh mắt nụ cười ở bên dưới cười rạng rỡ lên, vỗ tay thật to lên để chúc Phương năm 2020 là thành công rất rỡ hơn năm 2019. Và đặc biệt từ giờ đến cuối năm sẽ có thêm một quý tử, đúng không? Sẽ có một công an con ra đời. Một lần nữa xin chúc các anh chị thành công và thật sự thành công ạ. Được về với huyện Đà Nẵng của chúng ta để đồng hành cùng với anh chị nhận một nhiệm vụ mới ở một địa bàn mới, thì trước tiên là cũng phải ngày hôm nay chúng ta có một buổi chuyển giao, đây là chuyển giao giữa trước đây là em Phương quản lý, thì bây giờ là tôi sẽ là người đồng hành của anh chị trong năm 2020 này. Và cái thứ hai nữa là trước anh chị là phòng phát triển kênh số 1, bây giờ chúng ta sẽ là sang phòng phát triển kênh số 2, được chưa? Và tôi thì là trưởng phòng phát triển kênh số 2 và sẽ là cùng với anh chị trong năm 2020. Chúng ta cũng đã chứng kiến những cái giây phút là chúng ta cũng rất là ngậm ngùi khi mà phải chia tay một anh chị đã đồng hành chúng ta trong một năm, đúng không ạ? Rất là nhiều những cái kỷ niệm để chúng ta có thể bình thường nhớ đến để cho là chúng ta có những cái động lực để chúng ta vươn lên trong những năm tiếp theo. Thì bản thân tôi thì cũng phải chia tay một địa bàn thôi ạ. Tôi cũng ở Vĩnh Bảo được 5 năm rồi các anh chị. Ngày hôm nay thì buổi chiều nay chúng tôi cũng phải sang bên đó để làm công tác là chuyển giao lại cho em Phương. Địa bàn là Vĩnh Bảo thì em Phương sẽ là người phụ trách địa bàn Vĩnh Bảo. Còn tôi sẽ là phụ trách huyện lão của chúng ta. Địa bàn Vĩnh Bảo thì nó sẽ xa xôi nhất công ty đấy các anh chị. Xa xôi nhất công ty. Nên như là em Phương sẽ phải vất vả hơn rất là nhiều. Đặc biệt nữa là em lại sắp sửa lập gia đình, mà vừa đấy các anh chị chúc nghe là có một ví tưởng nữa là em còn vất vả gấp bội đấy. Bây giờ cũng tự hào thì chúc em Phương sang vào địa bàn mới, mình sẽ có những cái sự đột phá mới để làm sao mà đưa Vĩnh Bảo tiếp tục dẫn đầu công ty trong nhiệm vụ kinh doanh của mình, đúng không? Và tôi thì cũng gánh một trọng trách cũng rất là nặng nề đấy các anh chị ạ. Vừa đấy về các anh chị thấy rồi đúng không ạ? Bác về bác nói rồi, năm nay là rất là nặng nề với bản thân tôi, nên là hy vọng là về đây rồi cùng với anh chị, sự hợp tác của anh chị là chúng ta sẽ đưa cho huyện Đà Nẵng chúng ta cũng đứng trong top đầu đi. Hiện nay chúng ta cũng đang đứng ở vị trí tầm thứ ba rồi đúng không ạ? Thứ ba, thứ tư rồi. Trong tổng số 7 huyện thị thì chúng ta cũng đứng ở vị trí thứ ba thứ đó. Thì cũng hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều sự hợp tác, đặc biệt là với tôi thì một người mới. Trước đây thì tôi cũng đã về An Lão. Có ở đây thì có nhiều anh chị thì biết rồi đúng không ạ? Xin lỗi tất cả đây anh chị, em mình có thể gọi lại anh chị cho dễ xưng hô đúng không ạ? Có những anh chị thì mình phải đáng là tổ cha tổ chú. Nhưng mà xin phép thì trong buổi ngày hôm nay tôi xin phép được gọi anh chị là anh chị. Đó, thể chúng ta thấy là có những anh chị thì tôi cũng đã biết rồi, đã làm việc rồi. Có những rất nhiều anh chị chúng ta cũng chưa gặp nhau lần nào cả đúng không? Có gặp nhau thì cũng chỉ sơ sơ qua trên lớp bảo vệ lực nghèo thôi. Đó, thì tôi cũng xin giới thiệu lại, tôi là Nguyễn Ngọc Linh. Một vợ và ba con. ba con một bè, ba con gái. Biết là sau này thì mình có thêm con trai gì nữa không thì không biết, nhưng mà trước mắt là chốt lại đến phương án là 2019 là mình có ba con. Đó thì mà bằng cái việc đầu tiên đó là
ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã nhận được cái nhiệm vụ mới cũng như là về cái kế hoạch mới của khu vực ta. Thì thưa anh chị là 14 tỷ rưỡi là một con số rất là thách thức, đúng không ạ? Rất là thách thức. Năm 2013, 2019 thì các anh chị cũng đã rất là xuất sắc rồi. Chúng ta đã cán đích với con số là 13 tỷ mốt, đúng không ạ? Tăng trưởng đến 37%. Tôi về đây là một cái thách thức rất lớn với tôi, là sao mà phải tăng trưởng được ít nhất là cũng phải bằng em Phương, đúng không ạ? Và không bằng em Phương nữa thì không biết là chỉ nói với lãnh đạo thế nào. Một trưởng phòng về đây mà không đưa ăn não lên rồi, và đấy nghe nhiều anh chị hứa là mình sẽ hoàn thành sớm kế hoạch mục tiêu, đó là một cái điều tôi rất là vui anh chị đó. Thì thật sự là ngày hôm nay thì nhận một địa bàn mới, mình cũng lo lắng là có anh chị ạ, chứ không phải nói bảo là mình không có lo lắng đâu, lo lắng là có. Nhưng là sao mà tôi sẽ cùng với anh chị, chúng ta sẽ đưa cho cái hoạt động của An Lão chúng ta nó phải sôi nổi, nó phải sôi nổi. Nghề chúng ta mà các anh chị muốn giàu không? Có. Ai muốn giàu đúng không? Bây giờ chúng ta đi làm, mình làm sao phải đạt mục tiêu của tôi, một tháng tôi phải có thu nhập là 20 triệu. Nghề này của chúng ta các anh chị ạ. Thu nhập mình phải đạt ra mục tiêu là tôi phải có 20 triệu. Thưa anh chị là trước đây ở Vĩnh Bảo thì tôi cũng chỉ xin nói qua thôi nhé. Rất là ngắn gọn thôi, không nói nhiều. Ở Vĩnh Bảo thì khi mà tôi mới về đấy thì thu nhập của anh chị cũng nó ở mức bình thường. Chúc anh chị chúng ta sẽ thành công và thành công rực rỡ cùng với Bảo Vệ Phòng thôi. Và cái nữa đó là gì ạ? Chúng ta sang năm chúng ta phải có một sao việt cá nhân, hai sao việt trưởng nhóm, và chúng ta sẽ có gì ạ? Mấy sao việt ạ? Năm ạ? Năm nhá, năm sao việt cá nhân nhá. Ok, bác xin cảm ơn. Cũng có một phần quà rất là nhỏ đấy ạ, dành cho toàn thể, tập thể của ban An Lão của chúng ta. Đây sẽ là một phần quà rất là nhỏ để góp phần chúng ta sẽ có một bữa đầu xuân, đúng không ạ? Đầu xuân năm 2020 chắc là cũng phải gần một tháng đây nhỉ? Vâng, và là bữa khai xuân tươm tất một chút, và Phương sẽ gửi lại cho anh Nguyễn Ngọc Linh một món quà của Phương là 3 triệu đồng. Xin mời anh Nguyễn Ngọc. Mình là năm xuân mới là mình đã sung túc cái này đấy. Năm này nắm tiền đấy.